Thưa quý vị, sáng nay tại bãi biển Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thanh đoàn, Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố tổ chức chương trình Hãy làm sạch biển năm 2021. Với mục tiêu phát huy có hiệu quả vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, sinh viên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau hành động vì một bãi biển xanh sạch, tích cực vận động quần chúng nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, tham gia bảo vệ môi trường biển, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường thông qua các hoạt động thiết thực làm sạch bờ biển, vệ sinh môi trường, phòng chống hạn chế sử dụng túi ni lông, các sản phẩm từ nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng thành phố Đà Nẵng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây là hoạt động rất ý nghĩa của các bạn sinh viên và các câu lạc bộ đội nhóm trong cái thích ứng trong cái tình hình mới hiện nay, ra quân với theo cái nhóm nhỏ và duy trì các hoạt động ý nghĩa này với cái mong muốn là tuyên truyền thông điệp đến các bạn sinh viên và các bạn trẻ trên địa bàn thành phố chung tay bảo vệ biển, làm sạch biển. Đơn vị cũng như chi đoàn của bọn đoàn viên rồi kết nối với các đội hình của các chi đoàn phường ven biển đó, những chi đoàn, những các đơn vị khác thường liên xây dựng kế hoạch cũng như ra quân vệ sinh môi trường để đảm bảo một bãi biển xanh sạch đẹp phục vụ cho người dân và du khách vui chơi, giải trí và tắm biển tại bãi biển Đà Nẵng. Tại chương trình, các tình nguyện viên đã làm sạch hơn 2 km đường bờ biển, thu gom được 2 tấn rác thải, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường biển. Trong giai đoạn thích ứng mới, Thanh đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì các đội hình tình nguyện tại cơ sở, thường xuyên ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền cộng đồng chung tay giữ biển Đà Nẵng luôn xanh, sạch, đẹp